Sang tận nhà Hoài Linh hỏi cưới, Phi Nhung nhận cái kết cực phủ. Những fan cứng của danh hài Hoài Linh và ca sĩ Phi Nhung đều biết cả hai có mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Trong khi Hoài Linh đang có con trai ruột đang làm việc tại Mỹ, thì Phi Nhung cũng có con gái là y tá tại bệnh viện lớn ở nước ngoài. Thời gian gần đây, Phi Nhung liên tục thả thính và đòi về làm vợ nghệ sĩ Hoài Linh, khiến dân tình rần rần thích thú. Mới đây, một người bạn vừa đăng clip Phi Nhung đích thân tìm đến tận nhà nghệ sĩ Hoài Linh để tặng quà phụ huynh và xin được về làm dâu. Có thể thấy, nữ ca sĩ có mối quan hệ vô cùng thân thiết với mẹ ruột nghệ sĩ Hoài Linh. Cô nũng nịu với bà rằng rất ưng anh bốn, mong bà nói giúp để hai người được về chung một nhà. Nghe được hỏi cưới lần thứ 1001, nghệ sĩ Hoài Linh đáp trả cực phủ và cho biết không thể kết hôn với Phi Nhung vì quá khùng. Bị Chris trêu ghẹo và từ chối thẳng thừng, Phi Nhung hờn dỗi ra mặt và còn tuyên bố chắc con mang ổng về nhà nuôi luôn, khiến ai nghe cũng bật cười. Mặc dù đây chỉ là màn đùa giỡn của nghệ sĩ Hoài Linh và Phi Nhung, nhưng dân tình được fan dở khóc dở cười vì độ thân thiết và đáng yêu của hai nghệ sĩ. Bởi ai cũng biết rằng Hoài Linh và Phi Nhung là bạn thân nhiều năm, thân thiết như tri kỷ. Trước đó, Phi Nhung từng khiến các fan cười bò khi công khai cầu hôn người anh thân thiết trên mạng xã hội. Nguyên nhân là do nghệ sĩ Hoài Linh đăng ảnh dựng face cực bảnh lên trang cá nhân. Dân tình chưa kịp chớp mắt video đẹp trai của tài tử thì đã thấy nguyên một dàn sao Việt đổ rạp, đặc biệt là Phi Nhung mạnh dạn chốt đơn ngay dưới phần bình luận vì sợ mất phần. Cô từng khẳng định cả đời sẽ không kết hôn, ấy vậy mà vừa gặp trai đẹp đã quên ngay lời hứa năm nào. Trước đó, nghệ sĩ Hoài Linh từng gây xôn xao khi bị kéo vào drama giữa vợ chồng Dũng Lò Vôi và ông Võ Hoàng Yên. Bà Phương Hằng réo tên Hoài Linh và bức xúc gọi đám nghệ sĩ, khiến dân tình tranh cãi dữ dội. Bất tình Linh bị vướng vào ồn ào không đáng có, nhất cử nhất động của Hoài Linh đều được quan tâm. Đặc biệt, không chỉ khoe thành tích khủng là đạt 1 triệu người theo dõi trên kênh YouTube, chỉ sau 3 tháng 6 ngày lập, Hoài Linh đã chính thức trở lại làm TikToker triệu view. Vào tối ngày 20 tháng 4, nam danh hài đã khoe một clip hát chế một lời ca khúc để pha trò với người hâm mộ. Có thể thấy, nghệ sĩ Hoài Linh đang giữ tinh thần khá lạc quan, vui vẻ và không mấy quan tâm đến drama đang diễn ra. Sức hút của nam danh hài hàng đầu showbiz Việt quả không phải dạng vừa. Chỉ sau 1 giờ đăng tải, clip này đã thu về hơn 1 triệu người xem và hàng chục nghìn lượt tương tác. Cách đây không lâu, em gái ruột nghệ sĩ Hoài Linh là chị Phương Trang bất ngờ chia sẻ thay anh trai tuyển vợ khiến mạng xã hội náo loạn. Phương Trang lê lội khai mang tuổi anh mình chỉ mới 28, đồng thời cô cho biết nghệ sĩ Hoài Linh cao 1m8, thích ăn ngon, mặc đẹp, thú vui giản dị bao gồm câu cá, chăm cây kiểng, hát hò, nấu ăn và chơi TikTok. Nay, anh muốn tìm người phụ nữ ngoan hiền, xinh đẹp, đảm đang, với yêu cầu tuổi từ 25 đến 28, cao trên 1m6 và 77-49 tài lẻ khác. Mọi thứ hoàn toàn nghiêm túc cho đến khi netizen phát hiện ở dòng cuối cùng, Phương Trang nhấn mạnh hạn chót nộp đơn dự tuyển là vào 11h59 ngày 1 tháng 4. Vì chia sẻ vào đúng ngày cả tháng 4 nên ai nấy đều tin rằng đây chỉ là trò đùa của em gái nam nghệ sĩ. Trong những năm trở lại đây, nghệ sĩ Hoài Linh không còn thường xuyên xuất hiện ở các chương trình game show cũng như đóng phim, có mặt ở các sự kiện giải trí nhiều như trước. Hàng ngày, Hoài Linh vẫn ở nhà thờ tổ, chăm chút phương tược. Đặc biệt, nghệ sĩ kỳ cựu còn thường xuyên cập nhật cuộc sống hàng ngày qua các kênh như TikTok và YouTube cá nhân. Người hâm mộ cũng vì thế mà cảm thấy gần gũi hơn sau khoảng thời gian dài không thấy nghệ sĩ mình yêu thích trên TV. Trên kênh YouTube, Hoài Linh cũng tung ra đoạn vlog khoe cờ ngơi ở Đồng Nai khiến dân tình trầm trồ. Dù chỉ là đi thăm vườn bình thường, nhưng xem sương sương cũng thấy có biết bao nhiêu loại cây ăn trái của ngon vật lạ. Đặc biệt khu vườn lại siêu rộng, đi mãi không hết.